Hello các bạn kỹ mùi 1979. Đây là video anh chia sẻ những thông tin về tử vi phong thủy của 6 tháng cuối năm Đinh Dậu đối với cái tuổi kỷ mùi của các em. Thì nếu các em thấy video hay thì like và chia sẻ. Còn ai chưa đăng ký kênh thì cứ đăng ký kênh ở đây. Ở ngay chỗ này có một cái ông đen đen đứng đó ha, bấm vào đó đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo về tuổi của mình hoặc là những của anh chị em bạn bè của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trở lại với tuổi Kỷ Mùi thì tuổi Kỷ Mùi là sinh năm 1979, có mệnh là Thiên Thượng Hỏa. Thì năm nay tuổi Kỷ Mùi thì vướng cả Hoàng Ốc và Kim Lâu. Cho nên nếu như các bạn nào cả nam lẫn nữ tuổi Kỷ Mùi thì mình khuyên là không nên xây dựng nhà cửa vào năm nay. Thì để xét về một cái tuổi nào đó vận hạn thì mình phải xét nội tại của cái tuổi đó như thế nào. Thì trước tiên thì can chi của năm sinh này thì cùng hàng với nhau, đó là hành thổ hết. Tại vì can mà chữ kỷ, thiên can kỷ là thuộc hành thổ, đúng không? Địa chi mùi cũng thuộc hành thổ, cho nên là can chi nó đồng hành với nhau. Mà can chi đồng hành với nhau á, thì thường á, là người những cái người của tuổi này là có thực tài, có năng lực và thành công của bản thân á, là không nhận từ sự giúp đỡ của người khác mà đã đi lên từ từ chậm rãi. Cho tuổi mùi của mình là vậy, đi lên từ từ chậm rãi và thành công đó là của mình. Nhìn lại là không ai nói là dám nói là tôi giúp nó hay là mình kia. Gặp tuổi mùi mạng hỏa thì không có thể nào mà nói là chịu lòng cuối ai cả ha. Tuổi kỷ mùi á, là do kỷ mùi á, là thiên thượng hỏa âm, tức là tuổi này là kêu là tuổi âm. Thì những người mà sinh tháng dương 1357 thì là âm dương không thuận lẽ, mà 246 là tháng âm của năm kỷ mùi á nha, thì là âm dương thuận lẽ. Mà những người thì luận đoán của những cái năm này thì những người chính với những người tuổi mùi thôi, thì những người tuổi mùi mà sinh vào tháng chẵn thì họ sẽ sung sướng hơn những người tuổi mùi sinh vào tháng lẻ, tại vì họ thuận âm dương thì họ sẽ gặp cái nhiều cái may mắn thuận lợi hơn trong cuộc sống. Ngược lại thì những người mà nghịch âm dương thì họ sẽ có những cái khó khăn riêng biệt, nhưng mà so với các tuổi này thôi, nhưng mà tuổi này thì không phải là một cái tuổi quá khó khăn. Tuổi mùi cùng là thiên tượng hỏa, nhưng nếu mà người tuổi mùi và người tuổi mậu ngọ, kỷ mùi và mậu ngọ thì người kỷ mùi sướng hơn hẳn, có những sự thành công hơn hẳn với người mậu ngọ. Người mậu ngọ thì số ít thành công rất lớn, nhưng mà phần đông thì là bình bình và không có ấy, vì họ cũng là thiên tượng hỏa đó. Nhưng mà họ sẽ không 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 sướng bằng tuổi mùi. Thì đó là sắc chung. Thì xem tương quan ngũ hành bản mệnh của cái nội tại của cái tuổi này như thế nào, thì tuổi này rất là hay. Bản mệnh của tuổi này thì là thiên thượng hỏa, nhưng mà nam nữ của tuổi này thì đều là cùng đồng cung đồng hành, tức là cung chấn hành mộc hết. Tuổi này rất đặc biệt ha, từ không phải là tuổi nào cũng có cái này, một số ít tuổi trong 60 con giáp mới có cái chuyện mà cùng cung cùng mệnh cùng hành. Theo của phong thủy của miền Nam nha, chứ còn phong thủy của miền Bắc thì nam nữ là đồng cung đồng đồng hành hết, đồng cung đồng đồng mạng đồng đồng hành. Còn trong miền Nam thì đồng mạng nhưng mà khác khác hai là bạn ngũ hành hết. Thì như vậy là mộc sinh hỏa. Tức là nạp âm sinh ngũ hành, nạp âm sinh bản mệnh, nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh là một trong những điều tốt trong cuộc sống về sau. Chứng tỏ người này là càng về sau họ sẽ càng càng có cuộc sống ổn định và đi lên, chứ không phải là gặp khó khăn ở hậu vận. Họ có thể là có những cái vận là không được gia đình giúp đỡ, sống xa gia đình. Phần lớn những tuổi mùi thì sống xa gia đình, không được giúp đỡ nhiều, nhận sự nhiều sức đỡ, nhưng mà hậu vận của họ sẽ là những người có tiền, những người sung sướng, tại vì họ họ có nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh, tức là nạp âm ngũ hành là cái ngọn,
bản mệnh là cái gốc à, thì trong gốc không ấy thì cái ngọn, thì tức là về sau càng ngày nó càng lên cao thì họ sẽ sung sướng à. Thì đó là những cái mà nội tại của cái người tuổi này. Thì cái nội tại này nó nhiều người hỏi tại sao mà nó có 6 tháng mà lại nô lô cái nội tại để mà nói, thì cái nội tại này nó thể hiện nó là cái bên trong, còn cái mà hàng năm là cái ở bên ngoài à. Nếu như mình là người của âm dương thuận lẽ thuận lý thì cái nội tại của bên mình nó là một cái có cái độ may mắn cái ruột, còn cái năm này là hàng năm này là sao hạn của hàng năm là cái bên ngoài gọi là cái nó luôn thay đổi, còn nội tại của mình thì không thay đổi ha. Rồi để xem coi năm nay là Kỷ Mùi nam này Kỷ Mùi thì như thế nào, chúng ta sẽ xem trước là Kỷ Mùi nam. À, Kỷ Mùi nam năm nay là có sao Thủy Diệu chiếu mạng. À, sao Thủy Diệu là một cái sao rất là lành tính, sao chủ về tài lộc thủy, chỉ phòng việc đi sông nước và điều ăn tiếng nói à, tức là phòng việc thị phi thôi, còn đi sông nước thì không nên thôi. Thì người thường người tuổi Mùi mệnh hỏa là những người đi sông nước dở à, cho nên là cẩn thận nha. Hạn thì thiên tinh mắc phải dở tai một hình à, thiên tinh là cho nên là năm nay có thể là nếu như mà không cẩn thận là có thể rầy rà với công an với này kia ha. À, việc vận niên thử quy định chuột về ruộng là tốt, mạng hỏa gặp năm hỏa là bình hòa tốt, địa chi tuổi Mùi gặp năm Dậu là sanh xuất xấu. À, thiên can kỷ gặp đinh là xâm nhập tốt. À, thiệt sự ra mà nói Mùi với Dậu thì cũng chả có xấu cái gì bao nhiêu, nó sắc nó biết xấu vậy thôi, chứ sanh xuất cũng không có là gì. Sanh xuất đây chỉ là cái việc hao tài, nhưng mà địa chi là cái cuối cùng trong trong xét đến của gồm có mệnh thiên can rồi mới tới địa chi. À, địa chi thường thì nó sẽ không có ảnh hưởng rất nhiều như như các thứ khác ở trong tuổi của một cái người ha. Thì chiếu theo mà những cái sự sự đó vận vận hành của âm dương ngũ hành của những cái ngôi sao thì năm nay cũng không phải là năm tốt của Kỷ Mùi, nó cũng là năm bại địa à, chiếu vào tại vì hướng là hướng chính tây, cung là cung Dậu cho nên là năm bại địa xấu. Tọa cung tiểu vận có thái tuế thiên việc đại hao bộ văn tinh thiên khóc à, có thái tuế là lại không vui rồi à. Thì cung cung xung chiếu có các sao tuế phá tiểu hao quan đới à, có quan đới là liên quan tới hiện tượng quan đới nữa ha, thiên hư. Nhưng mà cung nhị hợp thì có long đức thanh long mộc dục thiên la lưu hà à, cung tam hợp thì có bạch hổ lực sĩ thiên trù đà la tràn sinh phá toái à, có phượng cát giải thần quan phù tấu thư đế vượng hóa cái à, thì theo như những cái gì đó mà nói những cái sao mà tổng quát ở trên chiếu mạng thì năm nay tôi kiếm mũi đặt một tên là gọi là bại địa. Thì công việc làm ăn thì chỉ có sinh lợi cho người khác là chủ yếu, chứ còn bản thân mình thì năm nay không có sinh lợi ra nhiều, nhưng mà cái lợi của người khác đó sẽ đổi lại được những cái việc mà mình được ở sau này à. Năm nay chú ý là lời ăn tiếng nói, nhất là mà có mạng cho nên là chú ý lời ăn tiếng nói, có khi là tai bay vạ gió vì lời ăn tiếng nói. Rồi về phương diện mà sức khỏe thì năm nay chú ý về đường tiêu hóa à, và chú ý về cái việc đi sông nước, coi chừng sông nước không nên, không nên chứ không có nặng nề về vì chủ yếu năm nay là vẫn là cái sao Thủy Diệu, một cái sao khá tốt về tài lộc hỷ, có cả ba cái đó là những đoán chung của sách vở về cái tuổi Kỷ Mùi nam. Thì bây giờ là Kỷ Mùi nam thì mình sẽ bắt đầu xem xét cái này là riêng, cái này là phần riêng của anh ba tìm hiểu và anh ba lý giải theo cách của anh ba, có thể không giống ai hết nhưng mà để cuối năm rồi mọi người sẽ cảm thấy rằng nó đúng hay nó sai.
ha. Kỷ Mùi thì tháng này là tháng tháng Kỷ Mùi, tháng Đinh Mùi, và tháng này là tháng Thủy. Mùi này là Mùi Thủy, Đinh Mùi là Thủy, mà mình là Mùi Hỏa, là tháng thì tháng tháng tuổi, đúng không? Tháng tháng tuổi mà mệnh thì mệnh, mệnh là mệnh kỷ, cho nên là hai tháng này thì thật sự mà nói là tiền ra thật sự chứ không có tiền vô ha. Tháng năm, tháng ngọ thì tháng ngọ thì không có gì, nhưng mà hai tháng này là tiền ra là chủ yếu chứ không có tiền vô. Tháng sau thì tháng 7, tháng Mậu Thân, Thân Tý Thìn, tháng sau là tháng Tam Hợp Tiểu Âm cộng. Nhưng mà có một cái là nó là tháng thổ, thì tháng thổ thì hỏa sinh thổ là sinh xuất, mà chúng ta có sao thủy diệu cho nên là sinh xuất ở đây nó không có đáng kể, cho nên nói là tháng 7 này là cả tháng có thể là tháng của các em nam tuổi này kiếm lại. Hai tháng vừa rồi, tháng này tháng trước là làm ăn không ra hồn gì hết, cho nên hai tháng tháng mùi qua tháng 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 bảy âm lịch này có thể là sẽ kiếm được tiền. Tới tháng Kỷ Dậu, tháng Kỷ Dậu năm năm Đinh Dậu là tháng này là tháng sinh xuất của mùi. Nhưng mà sinh xuất thì thật sự ra mà nói nó cũng không quá khó khăn. Tháng Kỷ Dậu là tháng thổ, thuộc năm nay năm Dậu thành hỏa, trong khi tháng này là Kỷ Dậu thành thổ thì không có hỏa sinh thổ ha, mà mình là nạp âm hỏa nữa, cho nên là mình cũng không có nặng đề gì, đã có hỏa ở phía sau để mình hỗ trợ mình để mình sinh thổ ha, cho nên là có thể là tháng 7 là tháng kiếm tiền, tháng này mình cũng vẫn giữ được cái nhịp độ đó, nhưng mà mình sẽ không kiếm tiền nhiều bằng bằng được cái tháng tháng 7. Tháng sau là tháng tới nữa là tháng Canh Tuất, tức là tháng 9. Tháng 9 Canh Tuất, thì đó là tháng Xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Tháng Xung tức là tháng Kim, tháng Xung nằm trong tháng Kim. Thì nhưng mà được có một cái là mệnh mình là mệnh khắc, tức là mình mệnh hỏa kim. Tháng thì tháng Xung mình khắc nó chứ không phải là nó khắc mình, cho nên là cái việc mà gọi là xấu nó cũng không có quá nặng nề. Chủ diệu của mình là sao thủy diệu chiếu mệnh ở phía trước mặt, cho nên là tháng Canh Tuất này chỉ chủ yếu là tốn tài, không có đến nỗi về về sức khỏe. Thì tháng này là do là tháng Xung về 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 tứ hành xung ha, thì để cẩn thận thì nhất là tháng này lời ăn tiếng nói mình cẩn thận, không nên nói thật luôn, có làm chuyện gì cũng phải nói trước nói sau, thì gì nếu tháng này nó dễ rầy rà tới công quyền, tại vì mình có cái sao, mình có cái sao Tấu Thư này ha, mình có cái sao Thái Tuế nữa, cho nên là mình sẽ không có được suôn sẻ lắm. Chủ yếu là tháng 9 thôi, tháng 9 là tháng tương đối nặng nề nhất, nhưng mà nó vẫn không có đến nỗi nào, do là mình khắc nó chứ không phải nó khắc mình. Về mặt tổng đó năm nay mà nếu theo theo những gì mà anh nghiên cứu riêng thì anh cảm thấy rằng đối với Kỷ Mùi nam, những tháng cuối năm này thì không có quá nặng nề, những cái tháng nó có kỵ đúng không, thì chỉ còn là 20 ngày của tháng Mùi này là gọi là tháng không có tiền tài, khó khăn nhất thôi. Còn vượt qua 20 ngày của tháng này rồi thì Kỷ Mùi những tháng sau là và làm ăn cũng gọi là có tiền, không đến nỗi nào, có thể là tốn tài. Theo như tử vi của trên sách thì là có thể là tốn tài, là tốn tài ở những tháng trước đầu năm tới giờ, chứ còn những tháng sau này thì mình thấy gì không có. Sau 20 ngày nữa tức là bước qua được tháng 7 thì là tháng bắt đầu là thu tiền của các em nam tuổi Kỷ Mùi, và mong rằng đó là sự thật và các em sẽ thu được tiền từ những cái mà anh đã chia sẻ.
ha, thì đến theo coi thử là nữ của tuổi này thế nào. Thường thì nam tốt thì nữ cũng sẽ ít xấu lắm. À, Kỷ Mùi nữ thì năm nay may mắn hơn, đó là sao Mộc Đức, người ta sẽ nói là sao chủ về an vui hòa hợp ha. Người ta nói sao Mộc Đức mặc sức mà ăn, à, mạng hỏa gặp năm hỏa, à, người ta nói là có thơ mà Mộc Đức sao ấy tốt thay đúng không, thập ngoạn thập nhị đặng rầy ân lai, à, quá trời là cái ấy tiếng luôn. Hạn thì có tam kheo, tam kheo là đau mắt đề phòng chân tay bị chảy máu. À, vận niên là thử quy điền tốt, hỏa gặp hỏa là bình hòa, còn mùi gặp dậu sanh xuất, thiên can kỷ cũng y như cái nam. Thì đối với nữ các cung tọa mạng chiếu cũng vẫn như nam, cũng có thiên khóc đối hư thanh long mộc dục thiên la lưu bạch hổ thiên trù tràng sinh phá toái long trì phượng cát giải thần quan phụ tử thư. À không có, à có thái tế sao tọa cung kiểu vận cố định có sao thái tuế. Thì nếu như mà có sao thái tuế mà chiếu trong trong sao Mộc Đức thì nó sẽ phải hạn chế cái gọi là cái tốt của sao Mộc Đức lại. À, sao thái tuế nó không bủa vây bên mình nhưng mà nó ở phía sau lưng mình, là ở phía lưng mình. À, Mộc Đức thì đã ở trước mặt cho nên là nó cũng sẽ hạn chế bất cái tốt của mình mang lại. À, năm nay Kỷ Mùi nữ có sự, nếu như mà có sự thay đổi cho công việc ha, làm ăn, nhưng mà tuy nhiên cái làm ăn của năm nay nó có cái sự thay đổi. Mới đầu thì nó sẽ khó chịu, mới mình cảm thấy là cái sự thay đổi này là mình quen với lại Kỷ Mùi nữ, quen với cái nhịp điệu đó rồi mà họ có thay đổi hoặc là có trục trặc là Kỷ Mùi nữ rất là khó chịu, nhưng không sao, cái thay đổi đó sẽ đem đến thành công chứ không phải là thay đổi đó là thay đổi xấu. À, phương diện mà tình cảm của năm nay á, thì phương diện tài tình cảm của Kỷ Mùi năm nay thì tốt, Kỷ Mùi nữ năm nay thì tốt, thì có sao Mộc Đức là đề huề gia đình ha, chuyện xấu hóa tốt. Năm vừa rồi là có chuyện không không vui không ấy, thì năm nay là năm lại hòa hợp tán hợp vui vẻ. À, năm nay là được cái việc đó, nhưng mà do có thái tuế phía sau Mộc Đức phía trước nên làm tiền thì rất nhiều. À, riêng nữ nếu mà xét thì năm nay làm tiền rất nhiều nhưng nó cũng tiêu đi cũng nhiều, và như cũng như các anh nam thì hai cái tháng thủy vừa rồi, tức là Đinh Mùi 2 tháng 6 Đinh Mùi, 2 tháng thủy vừa rồi, 2 tháng rất là khó khăn nhất của tuổi này năm nay. Nhưng mà đối với nữ tuổi này 2 cái tháng này nó cũng không là gì cả, vì các bạn nữ có sao Mộc Đức trước mặt, và Mộc Đức thì sẽ làm ra chủ tiền tài. Thì có dù có thái tuế phía sau, có là tháng tháng tuổi, có là tháng thủy kỵ đi nữa thì nó cũng chỉ là phần hao tổn của số tiền mình làm ra thôi, không ảnh hưởng về sức khỏe. Thì tất cả mọi thứ cũng đều giống như nam thôi, chỉ có cái cẩn thận cho anh là tháng Tân Hợi, nhưng mà các bạn nữ thì cẩn thận hơn, tại vì các bạn nữ năm nay sẽ có về bệnh về sức khỏe nhiều hơn là nam, tại vì thái tuế phía sau chứ không phải là thái tuế đứng ngang hàng. Thì thái tuế phía sau là giống như là tai nạn bất ngờ, hoặc là có người nào đó chơi lén mình làm mình âu sầu lo lắng, cho nên là đừng để bị âu sầu lo lắng. Mình năm nay mình bị bệnh bị cái đầu nhiều, tại vì đó là giống như là mình đang ở khí thế cưỡi ngựa mà có một thằng ở sau nó cứ rình lình hoài là mình cảm thấy mình khó chịu trong người ha. Cho nên là Kỷ Mùi năm nay là nói luận đoán chung thì nếu như Thích Tử Vi nói năm nay là bại địa thì anh cho rằng không phải là bại địa. Năm nay nói thành công lớn thì không dám khẳng định, nhưng nói rằng tuổi Kỷ Mùi năm nay, nữ Kỷ Mùi năm nay sẽ có tiền và có cái sự thoải mái hơn năm trước rất rất là nhiều thứ. À,
cho nên là nói như sách thì cứ ăn cứ có mấy cái đó vô cái là ở bãi biển làm ăn không được cho nó xong, không đúng. Cái nào nó nào tốt mình nói tốt, mà xấu là nói xấu. Và như ấy thôi, mình cẩn thận. Còn 20 ngày nữa là qua tháng xấu nhất của năm. Là tháng xấu nhất của năm chứ không phải là tháng xấu nè. Tháng bị xấu, xấu nhất của năm 20 ngày nữa. Và là hết lòng hạn. Và nếu như anh theo anh thì chủ tài năm nay đầu tư làm ăn cái gì cũng được, nhất là mấy bạn nữ đừng có mà thấy tử vi lên báo lên mạng đọc thấy tử vi nói mà năm nay mình không tốt, dù là mình sao một đức, mình anh nói thẳng luôn sao một đức là mặc sức mà ăn, còn những cái sao vận hạn kia không có sao nào quá nặng cả. Chỉ có một ông nội Thái Tuế, mà ông Thái Tuế thì ông không có gì, mà Thái Tuế ông phía sau lưng là mình phải tự tin vào bản thân mình, cười nhiều là mình sẽ tỏa sáng, và tỏa sáng thì mình sẽ ác được cái sao đó. Và 20 ngày nữa thì cái sao đó nó cũng đã hết phá được mình. Cho nên là có làm ăn cái gì thì cứ mạnh dạn. Đó là những cái thông tin cơ bản về 6 tháng cuối năm của Kỷ Mùi năm 1979. Hy vọng rằng những cái thông tin anh vừa nêu giúp được các em, để các em có được cái định hướng cho cái chuyện đầu tư làm ăn của mình, để có một cái năm gọi là có được cái sao mệnh tốt, hưởng được cái an vui. Anh có thể nói là những cái người mà trong tuổi mà từ 35 tới 45 thì sao của em là Kỷ Mùi làm tốt nhất. Và Kỷ Mùi mà đã qua rồi cái vận hạn và Kỷ Mùi bước lên tuổi 40 là không có bao giờ bị khổ cả. Ha, bước qua tuổi 40 là Kỷ Mùi không có khổ, cho nên là đầu tư cái vì cứ tự nhiên sẽ không có gì thất bại cả. Nếu như các em muốn đón xem những cái chia sẻ tử vi về tuổi này ở nhiều khía cạnh khác thì đăng ký kênh của anh Ba ở đây. Và nếu như thấy video của anh hay thì like và chia sẻ cho mọi người tuần kế ngồi cùng nghe. Bye bye, hẹn gặp lại.